Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế hôm Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì mình hé lộ cho các bạn một cái thông tin cực kỳ là vui liên quan đến cái dự án Notcoin. À, cái dự án Notcoin này chúng ta khai thác cái đồng Notcoin và về sau này thì chúng ta được quy đổi sang cái đồng Not Token. À, và đồng Not Token này thì sẽ được liêm yết ở trên một số các cái sàn giao dịch lớn và ở đây thì đang có cái thông tin à list ở trên hai sàn đó là sàn Bybit và sàn OKX nhé. Và cái thông tin cụ thể như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cái video này. À, như các bạn cũng biết thì cái kèo khai thác cái đồng Notcoin thì chúng ta là đây là một cái trò chơi mà khai thác cái đồng Notcoin ở trên cái ứng dụng Telegram bằng cái cách là chúng ta bấm vào uh, thu hoạch cái cái đồng Notcoin này. Và cái đồng Notcoin này thì được quy đổi sang cái đồng Not khi mà nó kết thúc cái Uh, cái cái phiên uh, kết thúc cái đợt khai thác uh, cái đồng lót coi thì sẽ được quy đổi sang cái đồng nốt và những bạn nào mà đã được quy đổi thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của bạn ở trong cái uh, cái cái uh, cái link uh, mà trước đây chúng ta tham gia đào cái đồng lót coi đó thì các bạn có thể là kiểm tra được cái số dư của các bạn. Và hiện tại thì cái nó cái chữ cờ lam này thì nó đang mờ và trong cái thời gian tới uh, có thể uh, có thể nó sẽ đậm lên màu trắng để cho chúng ta vào chúng ta cờ và hiện tại thì nó vẫn là uh, đang ở cái chữ cờ lam nên là uh, chúng ta vẫn chưa cờ lam được. thì cái dự án NotCoin này nó là một chơi, tiệt, uh, chơi điện tử dựa trên Telegram và phát triển ổn định chờ đợi ngày ra mắt đó và cái dự án tiền điện tử thì, thì chia sẻ ở trên tài khoản X của mình rằng việc liêm yết NotCoin ở trên sàn giao dịch sẽ diễn ra sau khi nhóm hoàn tất và sẵn sàng NotCoin uh, mở hoặc Not là một trò chơi để kiếm tiền tích hợp ở trên Ethereum và đã tiếp tục phát triển bằng cách là thêm vào coin market hiện tại thì đã có trên coin market rồi là coin cây rồi các bạn nhé và sự phát triển trên nền tảng này thì cho cho phép người dùng theo dõi giá và dữ liệu của token khi mà nó niêm yết và hiện tại thì nó chưa niêm yết ở trên sàn giao dịch và dự án tiền điện tử đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong năm nay khi mà đã thu hút được hơn 6 triệu người đăng ký trên nền tảng Telegram của mình vào đầu tháng 4 Notcoi đã công bố token của nó trong đó thì dự án tiết lộ 78% nguồn cung đã được phân bổ cho những người khai thác sớm và những người nắm giữ chứng từ à, đây là chứng từ này cái là voucher chờ các bạn nhé và cùng của vai trò quan trọng trong cộng đồng niêm yết trên sàn giao dịch được mong đợi và với sự phát triển không ngừng của dự án tiền điện tử các thành viên và người theo dõi nền tảng đang mong đợi việc nó liêm yết ở trên một số sàn giao dịch tiền điện, điện tử mặc dù Notcoin đã công bố ngày niêm yết vào tháng trước nhưng nó không thành hiện thực. Tức là vào ngày 20 tháng tháng 3 thì vậy. Mình cũng không nhớ rõ hình như vậy. Mới đây thì tài khoản chính thức của Notcoin trên mạng xã hội X đã chia sẻ việc liêm yết token này sẽ diễn ra khi nhóm hoàn tất và sẵn sàng. Họ sẽ chia sẻ rằng vẫn đang trong quá trình nâng cấp nền tảng của mình để thuận lợi cho việc tích hợp Not vào ví khi mà nó có tải trọng cao. Mặc dù hứa hẹn rằng việc liêm yết thì sẽ sớm diễn ra, nhưng nhà phát triển đã thông báo thành viên cộng đồng của họ rằng à, vội vàng vì dự án đang hưởng à, đang hướng tới một chặng đường dài ở phía trước và họ khuyến khích những người theo dõi và đăng ký làm quen với công nghệ Web3, thiết lập ví Telegram hoặc là ví Toncapo đồng thời là hiểu cách mua và chuyển đổi tiền điện tử thành pháp định. Điều này sẽ giúp ích trong cái thời gian tiếp theo và đây chỉ là cái 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 thông tin cái thông tin mà họ chia sẻ ở trên cái trang cô thì ở trên cô thì các bạn có thể là gõ gõ coi thì các bạn cũng thể thấy được cái thông tin này. Thì là cái thông tin này thì mình chia sẻ thêm cho các bạn. Sáng nay thì ở cách đây chỉ có 50 phút thôi thì trên cái cái trang Twitter chính thức của sàn OKX có cái tích vàng nhé và đã có một cái bài tít về sớm cái cái, cái có cái biểu tượng của Uh, cái nóc của đồng nót và uh, sớm tức là sẽ có thể sẽ sớm được liêm yết ở trên sàn OK thì đây cũng là hé lộ một cái phần nào đó về cái thông tin để cho chúng ta biết được rằng là cái đồng nốt coin trong cái thời gian tới có thể sẽ được liêm yết ở trên sàn OK và mình hé lộ cho các bạn một cái thông tin nữa ở trên sàn bybit nhé à, trên sàn bybit thì uh, các bạn nhấn vào cái phần tài sản thì hiện tại cái đồng nót trên sàn đã mở cho chúng ta làm cái đồng nót coi và sàn đó thì uh, các bạn nhấn vào phần tài sản nhé sau đó thì các bạn nhấn vào mục phân dinh các bạn uh, tìm ở trong cái uh, tìm kiếm uh, token hoặc là đồng coin ở trong cái ví của sàn Bybit các bạn sẽ gõ chữ lot cho mình đó thì các bạn sẽ thấy nó có cái đồng lot ở trong này và lot coi ở đây đó, và nó đã mở cho chúng ta đã xuất hiện cái đồng nốt ở trong à, trong cái sàn rồi và hiện tại thì cái chức năng lạp này thì hiện tại thì họ vẫn chưa mở cho chúng ta à, cho nên là chúng ta sẽ chưa thể là à, lấy được cái địa chỉ của cái đồng nốt này cái đồng nốt này thì nó chạy ở trên cái mạng ton cho nên là chắc chắn chúng ta sẽ lấy bằng cái địa chỉ ton các bạn nhé đó và chuyển này chuyển nội bộ này đó, ở đây thì chúng ta chuyển nội bộ à, hiện tại thì nó mới xuất hiện cái đồng nốt coi này ở trên cái ví của mục phân dinh của sàn uh, Bybit rồi. À, như vậy thì thông tin mà liêm yết ở trên sàn uh, Bybit hoặc là trên sàn okx là một cái điều uh, khả năng uh, khá là cao và chúng ta sẽ mong đợi thêm uh, một số các cái thông tin mới được uh, cập nhật ở trên kênh cũng như là trên các cái trang uh, mạng xã hội chính thức của dự án nhé. Còn trên trang Twitter chính thức của Not cũng có một bài tít ngắn gọn rất là ngắn gọn thôi các bạn uh, các bạn có thể uh, uh, ngầm hiểu được ở đây. Là có cái ton này lót này có market cap và coi cơ cô ngày hôm qua cách đây 13 giờ thì cũng đã có một cái bài tiết như vậy rất là đơn giản và ngắn gọn tiếp theo thì có một cái một cái nội dung tiếp theo ở đây Đó, đây có một cái nội dung khá ngắn thì ở đây nó dịch ra tiếng Việt là đã đến đã đến lúc rồi các bạn có nghĩa là sẽ để đã đến lúc là nó coi tỏa sáng À, mình ngầm hiểu với nhau à, một cái thông điệp như thế này thì cái dự án notcoin thì họ chia sẻ các cái thông tin ở trên trang twitter thì họ chia sẻ rất là ngắn gọn và không họ không dài dòng à, không miên man à, nhiều như các cái dự án khác à, dự án này thì nó rất là chia sẻ những cái thông tin nó khá là ngắn gọn và hy vọng rằng thì à, các bạn có thể thấy một cái bài tít ở bên dưới này thì có cả các cái biểu tượng ton cũng như là à, coi ở trong cái video này thì ở cái video này thì mình cũng muốn mong muốn rằng thì cái dự án này thì nó sẽ là thành công và nó sẽ được liêm yết ở trên các cái sàn giao dịch để chúng ta kiếm được một khoản từ cái dự án này thì những bạn nào mà chúng ta đã được quy đổi từ cái đồng Notcoin, coi từ cái điểm nót coi sang cái đồng Not thì chúng ta giữ nguyên và chúng ta đừng xóa cái trang cái trang cái trang mà trước kia chúng ta tham gia chúng ta đào đồng nốt coi các bạn đừng xóa cái này đi và chúng ta giữ nguyên đợi đến khi mà nó cho chúng ta cờ lam thì chúng ta cờ lam và mình tin chắc rằng thì cái dự án này chắc chắn là sẽ được thành công và chắc chắn sẽ được liêm yết ở trên giao dịch à, sàn giao dịch à, bởi vì cái sự phát triển của nó và cái cộng đồng của nó à, khá là mạnh và đặc biệt thì nó chạy ở trên cái mạng ton và cũng được ton chia sẻ và nhắc rất là nhiều ở trên cái trang twitter của họ thì hệ uh, mình cũng hy vọng thì trong cái thời gian ngắn nữa thì cái dự án này nó sẽ mở cho chúng ta cờ lam và niêm uh, niết ở trên hai sàn nó sàn OKX và sàn bybit để cho chúng ta uh, đưa lên đó và chúng ta bán và chúng ta kiếm được một chút ít từ cái dự án này ở uh, video này thì mình uh, xin được kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.